chào tất cả mọi người, mình là Hà Cây Vlog. Các bạn xem kênh của mình nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình với nhá. Ngày hôm nay là mình sẽ làm một cái loại bánh là bánh ngày xưa là mình hay được ăn á, là gọi là cái bánh này là bánh khoai mì á. Để ôn lại cái tuổi thơ của mình ngày xưa, cho nên là mười mấy năm rồi mình chưa được ăn. Bây giờ mình sẽ làm cái bánh sắn này, hay còn gọi là bánh khoai mì cay nhá, để chiên lên nhá. Giờ mình sẽ bóc cái sắn này ra, mình sẽ ngâm vào cái thau nước này nhá. Rồi có cái dụng cụ nữa là đây là cái ống lon sữa, là mình lấy cái đinh rồi mình làm cái lỗ này này, rồi mình sẽ bào cái sắn này ra nhá. Bây giờ mình sẽ bóc cái sắn này rồi mình sẽ ngâm vào cái thau này nha các bạn, cho nó trắng nhá. Mình rất là thèm cái bánh này, lâu lắm rồi chưa được ăn. Giờ làm lại em biết là có thành quả không đây này chứ. Để xem nha các bạn nhé. Các bạn nhớ xem video của mình cho hết nhé. Đây là sắn đây. Đó. Cái sắn này hơi khó bóc đấy. Đó. Một số nơi người ta gọi là khoai mì nhỉ. Còn ở quê mình thì gọi là sắn. Đó. Mình là quê ở Đắk Lắk nha các bạn nhé. Mà mình hiện tại đang sống ở Thái Lan. Giờ mình sẽ bào cái sắn này ra nhé các bạn. Bào theo cái ống này này. Cái ống này mình bào thế này. Không biết là thành quả như thế nào, bởi vì là mười mấy năm rồi giờ mới làm lại. Ngày xưa đang còn nhỏ là mình hay làm thế này lắm. Đây là cái bánh ôn lại tuổi thơ nhé các bạn. Nên là mình làm theo cách của ngày xưa. Cho thời nay chắc người ta có máy xay rồi. Nên mình nhớ ngày xưa của mình, cho nên mình làm thế này. Làm thế này là nó sẽ nhuyễn xuống, không phải xay. Đấy các bạn nhìn này, thấy không? Rất là cầu kỳ nhưng mà rất là vui các bạn ạ. Bởi vì là mình làm thế này để cho nó có cái không khí của ngày xưa. Từ thời hiện đại thì cái gì cũng có rồi đúng không ạ? Các bạn là làm cho cẩn thận, không coi chừng là cái này nó sắc lắm nhá, nó sẽ là trúng cả cái tay của mình. Đó. Cái chị hàng xóm á, hay rủ mình đến rồi làm cái bánh này này. Rất là đông vui luôn á. Làm xong rồi là bỏ ớt cay vào chiên, mình ăn lúc đấy cảm giác rất là ngon. Chứ giờ mình cảm thấy nhớ, cho nên mình làm coi thử có được cái mùi vị của ngày xưa nữa không nhá. Bởi vì là hiện tại á, là mình không có ở Việt Nam mà mình đang ở bên Thái Lan á. Thì nhớ lại cái hương vị Việt Nam ngày xưa. Khi mình đã bào sắn ra được như thế này nhá, là mình thấy đang còn có phần ướt như thế này á, là mình cho vào cái này mình vắt một vắt vừa vừa thôi nhá, để cho cái nước này ra này. Đấy. Các bạn đừng có vắt khô, nó sẽ không ngon nhá. Sơ sơ thôi. Để cho cái nước này ra để cho dễ chiên nữa. Cho khỏi nhão bánh. Thế này chắc là được rồi đó ha. Như thế này, mình cho qua một bên nhá. Đấy.
Các bạn nên nhớ là đừng có vắt khô nhé. Mình vắt vừa vừa thôi. Cho nước nó ra ít thôi. Có là hết phần nguyên chất của nó. Mình sẽ cho một ít muối vào nhá. Đấy. Rải đều muối ra. Vừa vừa thôi nha các bạn. Cho một tí xíu đường thôi, đừng có cho nhiều quá nhá. Đấy. Tí nữa là đấy. Xíu xíu đường rồi một tí tiêu. Một tí tiêu nhá. Rồi mình cho một ớt vào luôn. Mình cắt ớt như thế này này, ớt cay ấy. Đó. Giờ mình sẽ trộn đều lên nhé. Mình sẽ cho đấy, cho ra dĩa sẵn tí nào mà chiên cho dễ. Mình sẽ vắt như thế này nha các bạn đấy. Cho vào cái môi này này, mình tán ra, cho xuống cái dĩa này tí nữa. Đây là bánh mình đã vắt xong rồi. Giờ đây là cái chảo dầu đang nóng nhé. Mình sẽ cho bánh vào cái chảo dầu này này. Kiên á, đấy, mình sợ té lắm này. Đó. Bạn là dát mỏng thôi chứ nếu mà dày quá nó không chín đâu. Chiên em cho lên cái chảo rồi mình lấy cái môi hay cái thìa dát ra thế này, tản ra cho nó mỏng ra đấy, nó dễ chín. Bánh khoai mì của mình sau khi đã chiên xong rồi nha các bạn. Đây là bánh khoai mì của mình đây. Mình có một chén tương ớt nữa, giờ mình sẽ thưởng thức nhá. Xem có thử có giống cái vị ngày xưa không nhá. Đấy. Mời các bạn ăn với mình nhá. Rất là giòn luôn. Ngon lắm các bạn ạ. Y như vị ngày xưa của mình ăn nữa. Biết vậy à. Lâu giờ không làm. Ngon. Vừa giòn. Rất là thơm mà bùi nữa. Cũng không ngọt mà cũng không mặn, vừa bị tốt. Ăn với tương ớt rất là ngon. Bánh mặn. Không thể ngờ mà ngon thế này được. Quý vị nhé. Tuổi thơ của mình hay ăn bánh này. Giờ ăn lại thấy nhớ về ký ức ngày xưa của mình. Ngon. Thấy mình làm cái bánh này hay hay á thì các bạn theo mình làm rồi là nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình với nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.